Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Live. Ok, hôm nay mình đang mặt server Brazil, cũng tương tự như là server Nam Mỹ. Bên Brazil này oan giáng sinh rất là to, bên này là đất nước theo Thiên Chúa Giáo. Đấy, ta không biết bên này có quả gọi là vòng quay bánh xe nhân phẩm này, có hẳn bộ trẻ trâu chẩu tre. Ui ôi, 75%, ok là phết. Đấy, bên này sự kiện giáng sinh thì thực ra năm nay thì bên Brazil họ không chạy nhiều sự kiện như năm ngoái nữa. Tôi nhớ năm ngoái là mỗi lần mà ra sự kiện bắt đầu chạy bét này trèo đen, mà chắc bên này kiểu bây giờ kiểu người chơi bên này bão hòa rồi. Đấy, bên này Free Fire nó quốc game mà anh em. Bên này Free Fire nó quốc game, bên này cứ 4 người Brazil thì có một người chơi Free Fire. Đấy, thế nên là chuyện đấy nó hết sức là bình thường. Đấy, nào, bây giờ bên này họ không chạy nhiều sự kiện nữa, nhưng mà sự kiện họ nó vẫn cứ là ok la. Đấy, ôi giời, cái gì đây? Đấy, đây là nạp để mà nhận được đồ. Đấy, nhận được quả liệu với số huy hiệu và tiêu 1500kc thì nhận được cái chày. Đấy, tiêu 1500kc lại nhận được cái chày này, thế nó mới hiểm đấy, ảo ma Canada đấy. Bên này làm một sự kiện buồn cười thế. Đấy, tiêu nạp kc thì được nhận đấy, mà tiêu kc đấy thì cũng lại được nhận thêm quà, gọi là hai lần quà đấy, double kill. Đấy, tiếp theo thì vẫn là sự kiện đổi súng thôi. Đấy, đây là sự kiện cho phép chúng ta nhận xài thử free tất cả nhân vật và tất cả con pet đấy. Ui dồi, quy đổi đây, cái này trẹo đen luôn. Đấy, quy đổi thôi, cứ một huy hiệu thì là nhận được một con nhân vật trong vòng 7 ngày. Đấy, dùng nó phải gọi là bánh này trẹo đen, thích lấy con pet nào, thích lấy con nhân vật nào thì lấy. Đấy, server Việt Nam của chúng ta cũng không thấy có sự kiện như thế này, chắc là phải Tết Dương Lịch hoặc là Tết Nguyên Đán, tại vì bên server này thì Tết Noel với họ là ngày lễ quan trọng nhất, họ được nghỉ thì họ chơi bời trong dịp này. Đấy, ui trời, cái gì đây, và thu thập huy hiệu để đổi súng. Bên này được cái là cứ thu thập và chơi đủ vài chục ngày thì các bạn sẽ có thể đổi được một skin súng, nhưng một năm đổi free khoảng 5-6 skin súng gì đấy. Đấy, cũng khá là hay. Nói chung là bên server Brazil này họ cũng là một server khá là nhiều những cái quà free dành cho anh em. Ôi giời, tặng free cái mặt này, ôi ngon, tặng free cái mặt nạ băng giá, mặt nạ tuyết băng. Đấy, ngon lành cành đào, ngon đào cành lành. Đấy, ngon đào cành lành anh em ạ. Đấy, ngon lành cành đào, ngon lành cành đào. Ui giời ơi. Cái mặt nạ này như ở một số server khác thì nó bắt là phải vào trong shop hủy biến, shop huyền bí hay như nào ấy. Đấy, bên này cũng tặng free cái áo. Ui giời, vâng, lại còn tặng free skin súng này. Ôi, skin súng hết nước chấm chưa? Skin gì đây? Ui giời, MP40 bích vàng, thủy pháp à, MP5 thủy pháp à. Rồi cái gì nhở, cái gì chất độc này, và cái gì nhở, gọi là cái đồ xịn là phết đấy. Và toàn skin gọi là ba cháy bọ chét, mà mỗi tội là skin bên này gọi là nó lại không có skin bên này nó lại không có chỉ số. Skin này cầm cho đẹp thôi. Đấy, skin bên này cầm cho nó gọi là đẹp thôi, chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đấy, skin bên này nó gọi là hết sức là bình thường, như cô Hường ngồi ở cổng trường nó bán nước đường, với Mạo ngủ trên giường với chú Cường. Đấy, huy hiệu cây thông loen. Đấy, rồi thì đấy, bên này thấy đó, bên này có bán cái áo gì ông No Blue ấy. Vâng, áo gì của ông siêu sao này mà xịn nhờ. Áo sống kiểu lozadofreefire.com.br à. Và xịn đấy, chắc là trang web bán một cái gì đó đấy, chắc là bán kiểu quần áo gì đấy. Đấy, đấy, server Brazil thế thôi, sương sương. Này, kể ra server Việt Nam mà tặng cho từng đấy súng nhỉ. Đấy, xài 24 giờ thôi, mỗi ngày tặng nó 5 skin súng, xài 24 giờ tôi đã ấm rồi. Ở server Việt Nam thì chưa thấy bán cái áo Magic Squad, chưa thấy tặng cái áo Magic Squad này. Hay là anh gà rán định lôi ra bán đây, và anh gà rán định lôi ra bán này như nào. Và đấy, bên này skin nó không có chỉ số, cầm cho nó vui tay đâu. Đấy, cầm cho nó vui tay vui chân thôi. Đấy, không biết anh em thích chơi những cái server như này không. Đấy, server mà không có chỉ số này nó anh em mà cầm vui 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 tay vui chân thôi. Đấy, server chả chỉ số chả có gì cả. Đấy, không có chỉ số, nói chung là bắn nó hơi chán, nó bắn nó chả khác gì khẩu bình thường, bắn nó hết sức là bình thường, như cô Hường ngồi ở cổng trường nó bắn nước đường với nên nào ngủ trên giường. Đấy, mài ui trời ơi.
Ai, xin nhẹ nó cái đầu, xin nhẹ nó cái đầu luôn nào. Ui giời, thằng này kinh nhở, nó thịt thằng thì mình rồi. Rồi nó thịt, sợi. Và quả bóng keo vàng như cục của tôi. Đấy, làm sao, làm sao. Ồ, hay quá anh em ạ. May làm sao, ok, đâu rồi nhở. Có rồi, và ôi, tí thì ăn được nó anh em ạ. Và tí ăn được nó, ảo thật đấy. Ảo đúng là chào và bắn hơi hay. Các bạn skin súng không có chỉ số thôi. Đấy, skin súng không có chỉ số thôi. Có chỉ số chết với tôi. Đấy, không có chỉ số chết trade với tôi. Nào, một pha đẩy lên đến vị trí Rika kia. Streamer gà nhất Việt Nam. Mày đấy, lấy Desert Eagle cấu rỉa máu nó trước anh em ạ. Đấy, cấu rỉa máu trước. Ôi, xin nhẹ cái đầu. Rồi ôi, bạn tuổi gì ăn tôi? Tuổi gì đó ăn mì? Đấy, tuổi gì đó ăn mì? À, nhảy đấy ạ. Tuổi gì mà hay quá. Đồng đội mình bắn tốt quá. Đồng đội mình bắn nó quá tốt luôn. Và bắn ok la luôn. Đấy, sao? Nói chung cái mặt nạ này thì cũng chả gì đặc biệt cả. Server Việt Nam phát free mặt nạ này không nhỉ? Đấy, nói chung là bên Nga nào nên làm lại mấy kiểu mặt nạ này. Mặt nạ kiểu cái khăn buộc này. Đúng là không có gì đặc biệt. Đấy, hết sức là bình thường. Hết sức là bình thường. Đấy, cứ đổ cho con này ạ. Đổ cho con chết. Thằng địch và thằng quýt rồi. Ôi, thằng quýt rồi thì các bạn lấy gì thì bạn chơi tôi. Đấy, thằng địch có quýt rồi thì bạn lấy gì bạn chơi tôi đây. Ui, quá dễ. Ok. Vâng, đã có một số thông tin liên quan đến OB43. Và đây là hành động đầu tiên OB43. Hay không anh em? Đấy, vũ điệu làng lá. Vũ điệu làng lá anh em ạ. Và không biết sao cái này gọi là vũ điệu làng lá. Nhưng mà nói chung là đây sẽ là hành động đậm chất Việt Nam. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ có hành động Skibidi Toilet. Đấy, bạn nào mà biết là cái trend Skibidi Dom Yet Yet này thì hình như là FIFA sắp hợp tác với Skibidi Toilet. Đấy, tôi thì thật ra tôi không thích cái này lắm. Nhưng mà không biết là đợt trước ở bên Việt Nam mình cái vụ Skibidi Toilet này bị lên TV vì nó là một cái video nó khá là kinh dị. Đấy, không biết là đợt này thì cái hành động này có bán server Việt Nam hay không. Chắc các server khác thì kiểu các nước khác thì họ thấy cái này bình thường ấy. Đấy, còn Việt Nam của chúng ta thì nó vẻ là không phù hợp thuần phong mỹ tục lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là cái hành động vũ điệu làng lá này thì chắc chắn là sẽ có bán ở server Việt Nam rồi. Vì nó mấy cái điệu nhảy này thì rất là hay. Đấy, còn quả Skibidi Toilet không chắc lắm. Đấy, sau này ví dụ ra quả nhân vật Skibidi Toilet hoặc là hợp tác với Skibidi Toilet nhỉ. Xong rồi quả đầu TV, đầu cameraman, đầu gì ấy nhỉ. Cái đấy tôi không xem nhiều lắm. Tôi thấy kiểu mấy đứa nhỏ ở khu nhà tôi nó hay xem. Đấy, các kiểu các thứ múa kiểu. Đấy, ui dồi ôi, và ảo ma Canada Venezuela trông dị vãi. Thì cái này nói chung là khá là sốc ấy. Nói chung là cái vụ Skibidi khá là ảo. Đấy, thì tôi nghĩ là cái này chắc không bán so với Nam, tương tự như cái bộ Titan Eren. Đấy, tương tự bộ Titan Eren thôi. Nên là anh em cứ theo dõi thông tin nhá. Đấy, xem là có bán không. Tôi nghĩ là chắc không bán. Tôi nghĩ là chắc cái này sẽ không bán so với Việt Nam. Đấy, nhưng so với nước ngoài chắc vẫn bán bình thường. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Còn bây giờ xin chào lại anh em, cho đến video lần sau. Bye bye.